Phần thứ 5 trong chương giới hạn thì chúng ta sẽ đi đến với quy tắc L'Hôpital. Quy tắc L'Hôpital là quy tắc cực kỳ hiệu nghiệm trong cái việc xử lý đối với cả các cái dạng vô định. Các bạn chú ý là quy tắc L'Hôpital chỉ sử dụng cho các dạng vô định, đến là 0 trên 0 và vô cùng trên vô cùng. Nó sẽ được sử dụng đối với hai dạng vô định này. Và nếu như là ta có lim của f phẩy x mà chia g phẩy x khi x tiến đến x không mà nó là một cái số l hữu hạn hoặc vô hạn, tức là nó sẽ là một số hữu hạn hoặc là cộng trừ vô cùng hoặc vô hạn, thì khi đó thì chúng ta sẽ có được cái giới hạn lim của fx mà chia cho gx. Lúc này khi x tiến đến 0 ấy, lúc này nó sẽ là bằng lim của f(x) mà chia cho g(x) khi x tiến đến 0. Như vậy nếu mà chúng ta xử lý bằng L'Hôpital thì chúng ta sẽ thu được về các tích phân dạng đơn giản hơn. Nhưng mà không phải quy tắc L'Hôpital không phải lúc nào cũng cho kết quả nó theo chiều hướng tích cực. Và đôi khi thì khi các em đạo hàm cái biểu thức thì cho chúng ta sẽ cho chúng ta đi đến cái giới hạn nó sẽ phức tạp hơn. Như vậy thì đối với quy tắc L'Hôpital thì chúng ta phải sử dụng kết hợp với các phương pháp khác để chúng ta có được kết quả tốt nhất. Ví dụ như là chúng ta sẽ xử lý bằng vô cùng bé trước khi mà chúng ta L'Hôpital để chúng ta có thu được cái biểu thức đạo hàm nó đơn giản. Chúng ta xem xét một vài ví dụ. Ở trong ví dụ thứ nhất là lim của tan sin x trừ x trên x mũ 3 khi mà x tiến đến 0. Đối với câu giới hạn này thì có nhiều bạn sẽ sử dụng vô cùng bé ở đây. Nếu sử dụng tan sin x thì tương đương với sin x khi mà x tiến đến 0. Nhưng mà việc sử dụng vô cùng bé ở đây là các bạn đang làm sai bản chất của vô cùng bé. Chúng ta sẽ không được sử dụng vô cùng bé trong những cái biểu thức mà nó phức tạp, và lúc này nó sẽ không phải là vô cùng bé tương đương nữa. Mà đây khi mà các bạn sử dụng như thế thì nó sẽ làm sai lệch cái giá trị của giới hạn. Thì trong trường này thì chúng ta sẽ sử dụng quy tắc L'Hôpital. Thì chúng ta sẽ có được quy tắc L'Hôpital. Khi mà sử dụng L'Hôpital thì các bạn chú ý là trong dấu bằng thì trên dấu bằng thì chúng ta phải có ký hiệu L, tức là biểu thị của quy tắc L'Hôpital, thì giám khảo chấm thi thì hay các thầy cô giáo chấm thi, các thầy cô giáo mới có thể cho các em được điểm tối đa. Thì khi L'Hôpital đi thì chúng ta có được lim của nó sẽ bằng lim của x tiến đến không. Và trên tử chúng ta đạo hàm thì tan u chúng ta làm bằng u phẩy nhân với 1 cộng tan bình u, tức là lúc này nó sẽ là cos của x mà nhân với cả 1 cộng với cả tan bình của sin x. Sau đó trừ đi 1 và đạo hàm ở mẫu thì chúng ta thu được là 3x bình. Như vậy chúng ta sẽ phân tích cái biểu thức này thì chúng ta thấy là ở đây có chứa tan bình và dưới mẫu là x bình, đúng không? Như vậy thì chúng ta có thể tiến hành tách cái giới hạn để chúng ta thu về cái giới hạn đơn giản hơn. Thì chúng ta có được là lim của x tiến đến 0 này. Chúng ta tách thành hai giới hạn này, một giới hạn là cos x trừ 1 bên ngoài là cos x trừ 1 mà chia cho 3x bình. Thế còn một giới hạn đấy là cái giới hạn về tan bình x này, mà chúng ta có được lim của x tiến đến 0 cos x mà nhân với cả tan bình của sin x. Rồi tất cả chúng ta chia cho 3x bình. Và đây thì chúng ta thấy cái giới hạn này có dạng 0 trên 0. Và chúng ta sẽ đi L'Hôpital tiếp thì chúng ta có được là lim của x tiến đến 0 và trừ sin x mà chia cho 6x. Và chúng ta cộng với cả giới hạn này thì chúng ta có thể thấy nó sẽ có dạng là chúng ta biến đổi về dạng là tan của x mà chia cho x. Và chúng ta thu được là x khi x tiến đến 0 này, cos x này mà nhân với cả tan bình của sin x này mà chia sin x, sin bình x. Và giới hạn này thì nó sẽ thu được là 1. Xong chúng ta phải nhân thêm với cả sin bình x mà chia cho 3x bình. Thì sin bình x mà chia x bình thì giới hạn lúc này nó cũng bằng 1. Do đó một kết quả chúng ta thu được lúc này nó sẽ là trừ 1/6
Đây kết quả của giới hạn đầu tiên là trừ 16, và kết quả giới hạn này lúc này chúng ta cái này bằng 1 này, cái này bằng 1 rồi, và do chúng ta có hệ số nên chúng ta sẽ kết quả nó sẽ bằng 1/3, và kết quả cuối cùng lúc này nó sẽ bằng 1/6. Và chúng ta đi xem xét cái ví dụ thứ hai. Và trong ví dụ này thì cái dạng vô định của dạng của giới hạn này đấy là dạng mà không mà nhân với ảo vô cùng. Như vậy thì để chúng ta lôi tan được giống như ở ví dụ 1. Ở ví dụ 1 thì dạng vô định của nó chúng ta xác định nó là dạng 0 trên 0 rồi. Nhưng ở đây thì nó là dạng không nhân vô cùng, và để chúng ta có thể áp dụng quy tắc lôi tan thì chúng ta sẽ phải biến đổi về cái dạng 0 trên 0 hoặc là vô cùng trên vô cùng. Nhưng ở trong trường này thì chúng ta biến đổi về dạng vô cùng trên vô cùng nó sẽ có lợi thế hơn. Do là khi biểu thức len nó ở dưới mẫu thì khi đó chúng ta không triệt tiêu được hoàn toàn. Nên do đó mà chúng ta sẽ đặt cái biểu thức 2x bình cộng x trừ 6 dưới mẫu. Khi đó chúng ta sẽ thu được là lim của x tiến đến 3/2 trừ, và chúng ta có được là len của 3 trừ 2x này, mà tất cả mà chia cho 1 chia cho 2x bình cộng x trừ 6. Khi này thì chúng ta sử dụng quy tắc lôi tan, nó dạng vô cùng trên vô cùng rồi, chúng ta sử dụng quy tắc lôi tan thì chúng ta thu được lim của x tiến đến 3/2 trừ, đạo hàm thì chúng ta sẽ thu được là 2 mà chia cho 2x trừ 3, 2 mà chia cho 2x trừ 3, rồi tất cả chia cho, ở dưới mẫu thì chúng ta thu được là trừ đi 4x cộng 1 mà chia cho 2x trừ 3, tức là bình phương, rồi nhân với cả x trừ 2, tức là bình phương. Khi này thì chúng ta nhân quy đồng lên thì chúng ta thu được cái biểu thức là lim của x tiến đến 3/2 trừ, thì nó sẽ thu được là trừ này 2 mà nhân với cả 2x trừ 3, xong nhân tiếp với cả x, chỗ này là x cộng 2, nhân x cộng 2 tất cả bình phương này, rồi tất cả chia cho 4x cộng 1. Và giới hạn này thì ta thấy ngay ta thay 3/2 vào thì ta sẽ thu được nó, giới hạn nó sẽ bằng 0. Như vậy thì đối với tất cả các giới hạn dạng giới hạn khác thì chúng ta sẽ quy về cái dạng 0 trên 0, chúng ta sẽ lôi tan được. Và quy tắc lôi tan rất là hiệu nghiệm đối với hầu hết tất cả các dạng vô định. Đến cái dạng tiếp theo chúng ta sẽ gặp đến là chúng ta học đây, nó sẽ là dạng ví dụ 3, chúng ta gặp cái dạng vô cùng nhân không, hay nó cũng chính là dạng không nhân vô cùng. Thì đối với dạng này thì chúng ta để ý thì chúng ta thấy là e mũ trừ 5x nó sẽ tiến đến 0, còn x bình trừ 4x cộng 3 nó sẽ tiến đến vô cùng. Như vậy thì chúng ta sẽ cũng quy về dạng không trên không hoặc vô cùng trên vô cùng. Nhưng mà trong trường này thì chúng ta quy về dạng vô cùng trên vô cùng nó sẽ có lợi thế hơn, và chúng ta sẽ thu được cái biểu thức là lim của x tiến đến vô cùng của x bình trừ đi 4x cộng 3 mà tất cả chia cho e mũ 5x. Khi mà đưa nó xuống dưới mẫu rồi thì nó mất dấu trừ, thì ở đây chúng ta sẽ lôi tan được và chúng ta thu được là lim của x tiến đến vô cùng của 2x trừ 4 mà chia cho 5 nhân e mũ 5x. Và đây thì nó cũng xuất hiện dạng vô cùng trên vô cùng nên chúng ta lôi tan thêm lần nữa thì chúng ta thu được là lim của 2 chia cho 25 nhân e mũ 5x, và khi x tiến đến vô cùng. Như vậy thì các bạn thể thấy là khi mà chúng ta sử dụng đến lôi tan thì nó rất là hiệu quả đối với hầu hết tất cả cái dạng giới hạn. Nhưng mà đôi khi có những trường hợp mà nó rất phức tạp, nên là chúng ta phải xử lý bằng cái dạng bằng cái phương pháp khác, như là sử dụng vô cùng bé để chúng ta xử lý trước, để đưa về cái dạng đơn giản hơn, rồi chúng ta sẽ đạo hàm. Khi đạo hàm thì chúng ta sẽ thu được một biểu thức đơn giản hơn rất là nhiều. Và ở đây thì chúng ta thể sử dụng đến các quy tắc lôi tan liên tiếp nhau để chúng ta làm. Và khi mà các bạn chú ý là khi mà lôi tan rồi thì sau khi biểu thức thu được, chúng ta lại phải xét lại cái dạng